cái đầu. Thôi gấu, nhẹ gấu, nhẹ, nhẹ, thôi, nhẹ, nhẹ, gấu, nhẹ, nghe không, nhẹ. Nhớ rồi, chưa đâu rồi. Quen chụp như thế này. Thôi, nhẹ đó quen. Nhá. Đây đó. Nhá. Ê, chết kìa. Cắn mũi vậy nghe nha. Thôi, rồi, rồi. Được rồi. Nhá bạn. Nhay bữa rồi. Đâu rồi? Đi con này. Nhá. Nhá thở máy luôn cả nhà. Còn hai con nha. Nè nha. Trời, sóc bự ghê. Đâu mà ra ba bốn con cây che, bộ che luôn cả nhà. Lùng cho nha. Nó rung rớt. Thôi dạng, thôi, nhẹ, đi rồi, nhẹ. Còn còn nữa nha. Sọc đi. Còn còn, cái nắp đầu. Cái đầu. Rớt cả nhà. Ok, hai con như cả nhà. Thôi nhé, nhé không, nhé chưa, nhé. Được rồi. Hai cả nhà. Hai con nha. Một cây hai con. Ok. Đầy con nha. Che lại được hai con như thế này. Tiếp tục nha. Đấy, con bịp bịp mà bay mất tiêu. Tóc này chạy đâu qua đây nữa. Cái đầu được. Cái đầu được. Rên rồi nha. Thôi nè. Thôi nha. Nè vậy. Nè. 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 Sọc nè nha. Cú nụ. Tiếp tục. Gó chụp lưỡi sóc nha. Không. Nghe nào. Nghe không. Gó rồi. Go 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 go. Thôi, nhé. Nhé mà. Gấu chụp xong rồi nha. Chụp quá luôn. Tưởng không ăn được chứ. Vô đây cổ nha.
nó mà rút vô cỏ nó không chạy, nó rút vô cỏ nó cứ bò từ 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 đi luôn, nó không có chạy. Leo cây thì mình còn ăn được, vô cỏ thua. Tiếp tục nha cả nhà. Còn sóc gấu chụp được sao cả nhà. Hỏi hỏi vậy đó nha nha bạn, hỏi bạn nha nha vô. Nhá mày. Nhá. Ok, xong rồi nè. Tiếp tục nha. Vàng. Hai vàng với rồng. Rồi. Đây mình chỉ đi sóc chứ mình không có đi chuột nha cả nhà. Nhiều anh em hỏi săn chuột hả, cái đâu phải đâu, đi săn sóc. Cỏ rậm quá khó kiếm cả nhà. Hên xui thôi. Vàng kia nó đuổi qua tới bên kia cả nhà. Vàng vàng. Vàng của ông anh ông đưa cho mình, đưa cho mình một về đi chứa là tập chó đó. Vàng qua tới bên kia nè. Ôi con sóc lên tới trên kia nè, nó lên tới tới trên kia luôn đó, nó lên tới bên đó luôn rồi, hai con luôn cả nhà. Trời hai con vàng, vàng nhỏ dí, vàng nhỏ dí. Nó lũ vô cỏ là thua ở nhà, nó lên cây thì dễ ăn lắm. Mà lũ vô cỏ là khó ăn lắm. Không biết nó có lên cây không. Mới đuổi qua bên này, nó leo đâu nữa. Nha. Để chút nha. Thấy ngoài vô nhà xem. Xong nha. Thôi. 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 Chui vô cái ổng đó nha. Mù tình. Thôi. Hai con nha cả nhà. Chưa kịp bỏ này vô bao đó, tự nhiên chó hửa cái ổng lụm. Lụm cái ổng nó nằm trong cái ổng cả nhà. Thôi. Nghe không bạn? Chó tới ổng hửa 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 cho ổng cả nhà. Mình nghi nghi mình chụp cái ổng là liền. Ai ngờ sống chậu quá cả nhà. Trời dựng chân dài nè. Quá tê rồi cả nhà. Chưa kịp bỏ con kia vô lụm được này. Hai con nha nè. Còn sống luôn, nó chưa bị gì hết. Tới thì nhìn chó tới hửa hửa ống, mình nghi nghi là nó chui vô trong ống rồi nè. Đập đây xì luôn. Rồi. Tiếp tục à. Sang mang cái bao thôi cả nhà. Có bao cho nó êm. Đi sang nhiều pha, nhiều pha khó đỡ lắm cả nhà. Tự nhiên chó hửa hửa trong cái ống cả nhà. Mình cứ tưởng không có, ai ngờ sụp sụp nó ra dằn luôn sóc ra ngoài nha. Vô tình. Tiếp tục cả nhà. Đây. Cái đầu rớt như cả nhà. Một viên một đầu. Thôi bạn, thôi, nhả nào.
đợt nè. Một viên một. Tiếp tục rồi nha. Mình hay chạy tới chạy luôn, mình tưởng chạy đâu rồi nha. Này đi vương vàng với một sữa nha. Cứ một viên vô đầu là lụm nha. Sóc vậy thôi. Chứ vô người nhiều con nó vẫn chạy nha. Sóc như cái này. Rồi, nhẹ chẳng. Nhẹ. 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 Nghe không? Sóc hả? Dạ. Sóc như thế này. Là cái gì em? Dạ, camera. Camera, dạ. Chính xác hả? Dạ. Ờ, 10 bằng 1 cái chứ. Chúng là chết à. Cái gì, bằng nè hả? Dạ, bằng nè. Ủa, bằng đọc gì ta? Anh thêm bằng 1 cái nữa. Dạ. Ôi, le lưỡi không? Cho nên trời sáng hả? Dạ, sáng. Đi dưới sóc đồ á. Dạ. Em ở đâu em vô đây? Em cắm đường con bà Vân Tý mua cho trai á. À, biết rồi, biết rồi. Dạ. À, là cho anh cậu ra đây hả? Dạ. À. Rồi, đi bạn được gì sóc nha? Dạ, mới đi ra hả? Mới đi ra trên nhà ra. Vương cái xuống này nè, đi vòng vòng vườn á. Dạ. Ở cũng trên cái xuống á. Lâu lâu hay ghé đầy bắn. Ồ, hay sao? Vậy là mời mời ra, mời đi xuống tôi xuống. Dạ, mới để xuống. Đi vòng kia, dạ, đi vòng kia qua bên kia. Dạ. Nhà cái nhà. Chó diễn biết bắt được nha cả nhà, để mình leo rồi. À, trời nằm đây nha, lưng này mình chuột nữa đi, bò lên nha, văng dưới mà không bò lên được. Cái đầu. Thôi gấu, nhẹ gấu, nhẹ. Nhẹ, thôi. Nhẹ. Nhẹ. Gấu. Nhẹ. Nghe không? Nhẹ. Nhẹ. Trời ơi. Ăn quéo quéo thà luôn cả nhà. Cắn dài thôi nha. Đây vừa xuống thả là đi gặp luôn đó nha. Thôi nha. Thôi. Cướp móng không. Tiếp tục đi nha. Đây nhiều ghê cả nhà. Ê!
Ê, ê, gấu, nhẹ, nhẹ gấu, nghèo, gấu. Đây, nè đây, ở đây, trời, cu ngó cả nhà. Mình cứ tưởng cu, cu tốt mà, nguyên cu ngó. Đâu rồi? Đây, đây cả nhà. Trời, cu ngó cả nhà. Ê mua. Mình cứ tưởng cô tốt mà vô bán chung cô ngói cả nhà. Cô ngói của mình ở mình cũng ít lắm đó nha, lâu không gặp, lâu không có bầy, mập ú cả nhà. Thấp thông chúng đầu em biết bán xa lắm. Tiếp tục cả nhà. Cái đầu thôi trắng thầy ơi, đây nghèo thôi thôi nè trắng. Rồi, đi xong rồi cả nhà. Tiếp tục cả nhà. Cái đầu rớt. Cái đầu rớt. Trời chúng thông. Chúng mà rớt cả nhà. Chó lùa hay không biết chó lùa được. Trời. Tệ lắm cả nhà. Không biết đi tới đâu.